Hôm nay mình sẽ xếp cái series thành một con cá mập nha. Và đi sát. Series này á là mình mua ở trên đường mình đi chợ về á là 13k nha các bạn. Một ký là 13k. Ăn thử luôn nha. Ngon lắm, nó ngọt, nó giòn mà nó ngọt rất là ngon nha. Chín đậu tươi rồi, một quả này chín đậu tươi luôn. Ngon lắm nha, chua chua ngọt ngọt. Wow, to đùng luôn. Cho bạn cá này ăn luôn. Nốt vào hộp cũng được.